Authenticated. At normal temperature. Authenticated. Please wear a face mask. Authenticated. Xin chào tất cả các anh chị ạ. Chào mừng anh chị đến với online webinar của Hikvision. Và chủ đề hôm nay của chúng ta là giải pháp kiểm soát ra vào bằng nhận diện khuôn mặt tích hợp với camera sàng lọc nhiệt độ. Và em xin giới thiệu với anh chị, em tên là Hảo, là admin của chương trình hôm nay và cũng là người kết nối anh chị với bộ phận kỹ thuật và bộ phận thiết kế giải pháp của Hikvision trong suốt webinar này. Thì trước khi bắt đầu thì em sẽ xin dành một phút để gửi đến anh chị một vài cái quy định chung mà chúng ta cùng nhau cam kết thực hiện để webinar của chúng ta hoạt động hiệu quả hơn. Thứ nhất là trong suốt quá trình giới thiệu sản phẩm thì chỉ có host của chúng ta được sử dụng mic để đàm thoại thôi ạ. Những người tham gia thì anh chị vui lòng mình bấm nút mute để tránh tiếng ồn không mong muốn. Khi có câu hỏi thì anh chị có thể bấm nút raise hand và nhắn tin vào nhóm. Hãy đảm bảo rằng là đường truyền mạng ổn định. Nếu mà anh chị bị thoát ra khỏi meeting thì có thể vào lại từ đầu bằng đường link để tiếp tục. Và nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ bao gồm 3 phần. Phần 1 là giới thiệu thông tin về sản pháp. Phần thứ hai là phần giới thiệu sản phẩm thực tế bộ đôi DSK1T671 và DSKC001. Phần tiếp theo là phần hỏi đáp Q&A và cuối cùng là mini game với 2 câu hỏi để nhận package quà tặng hấp dẫn từ Hikvision. Đặc biệt là trong webinar ngày hôm nay thì Hikvision sẽ gửi tới anh chị một cái ưu đãi vô cùng hấp dẫn, đó là khi mà anh chị order 2 sản phẩm thì sẽ được ưu đãi giảm giá 30%. Nếu anh chị quan tâm sản phẩm này thì có thể là mình inbox trực tiếp lên box chat, em sẽ hỗ trợ anh chị để các cái thông tin thêm nhé. Và cuối cùng thì và không để anh chị chờ đợi lâu nữa thì Vũ sẽ tiếp tục chương trình hôm nay. Mời Vũ. Alo ạ. Xin chào tất cả anh chị. Rất cảm ơn anh chị đã đến với buổi giới thiệu sản phẩm của Hikvision ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em là Vũ, là producer của team dự án Hikvision tại Việt Nam. Hôm nay thì Vũ sẽ giới thiệu với mọi người về giải pháp kiểm soát tạo da bằng nhận diện gương mặt tích hợp với cả camera sàng lọc nhiệt độ. Như mọi người đã biết thì dưới ảnh hưởng của nặng nề của dịch Covid, nhu cầu kiểm soát nhiệt vào da các khu vực nhà máy, văn phòng hoặc tòa nhà rất là cao. Hiện tại Vũ thấy biện pháp cơ bản mà khách hàng hay sử dụng vẫn là trước mỗi lối ra vào, người bảo vệ sẽ dùng nhiệt kế đo thân nhiệt của nhân viên. Tuy nhiên thì giải pháp này tồn tại rất nhiều bất cập. Thứ nhất, đó là sự tiếp xúc gần giữa nhân viên, khách ra vào với người bảo vệ mà không biết là đối phương có tiềm ẩn nguy cơ rủi ro nào hay không. Thứ hai, đó là quá trình đo nhiệt độ của mỗi người sẽ mất tầm 10 đến 20 giây. Và những khu vực như là nhà máy, tòa nhà, số lượng người ra vào rất là đông đúc. Từ đó thì sẽ gây ra hiện tượng đó là ùn tắc tại lối ra vào. Chính bản thân những người nhân viên hoặc là những người khách cũng cảm thấy rất bất tiện với việc sử dụng nhiệt kế để đo nhiệt. Chính vì vậy, Hikvision đã nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm thiết bị nhận diện gương mặt tích hợp với cả camera sàng lọc nhiệt độ. Các công ty, nhà máy vừa có thể dùng thiết bị để kiểm soát ra vào, vừa có thể đo được nhiệt của nhân viên và khách văn lai. Và điểm đặc biệt của giải pháp này đó là tốc độ xử lý nhanh chóng. Mỗi người chỉ cần mất từ 1 cho đến 4 giây cho cả việc nhận diện gương mặt và xác định nhiệt độ. Ok, giờ Vũ sẽ đi giới thiệu chi tiết giải pháp của Hikvision.
Hình vẽ bên là cấu trúc hệ thống của sản phẩm. Thiết bị có thể sử dụng giá gắn tường, kết nối với cả các thiết bị khóa điện từ, khóa điện, khóa từ dùng để kiểm soát cửa. Tức là chỉ có những người có dữ liệu được lưu trong hệ thống thì mới có thể nhận diện thành công, xác định nhiệt độ và mở cửa. Với những người không có trong dữ liệu của hệ thống thì thiết bị vẫn hỗ trợ tính năng đó là xác định nhiệt độ, tuy nhiên thì sẽ không mở cửa. Đi kèm với thiết bị nhận diện đó là một thiết bị màn hình hiển thị, thì người bảo vệ hoặc là những người quản trị có thể theo dõi trực tiếp quá trình nhận diện của nhân viên và khách ở thông qua màn hình hiển thị. Trên màn hình hiển thị thì với trường hợp mà nhiệt độ vượt quá ngưỡng cho phép thì thiết bị màn hiển thị sẽ đưa ra cảnh báo và người bảo vệ có thể biết và xử lý kịp thời. Ngoài giá gắn tường thì các thiết bị của Hikvision còn hỗ trợ thêm cả giá đứng cố định trên sàn, giá để bàn và giá tích hợp với cả các sản phẩm cửa kiểm soát ra vào của Hikvision. Các thiết bị nhận diện được kết nối với cả mạng Internet và được quản trị bởi phần mềm. Đặc biệt hơn cả là Hikvision cung cấp phần mềm có thể hỗ trợ quản lý các thiết bị từ xa. Tức là ví dụ anh chị ở Hà Nội mà muốn quản lý các thiết bị ở trong Hải Phòng, trong Hồ Chí Minh và Đà Nẵng thì đều được. Thiết bị bao gồm hai camera kép. Một camera thì có chức năng đó là nhận diện khuôn mặt. Camera còn lại thì có chức năng đó là live view và hỗ trợ là chống giả mạo. Ngoài ra thì trên thiết bị được tích hợp thêm module nhiệt độ, có thể hỗ trợ được khoảng cách nhiệt độ từ khoảng 2 mét. Trên màn hình cảm ứng 7 inch thì khi mà người đó nhận, khi mà khách hàng nhận diện và xác định nhiệt độ với mà nhiệt độ nhỏ hơn ngưỡng cho phép thì trên màn hình thiết bị sẽ hiển thị hình nền màu xanh cùng với cái âm thanh đi kèm đó là nhiệt độ bình thường. Với trường hợp mà nhiệt độ vượt quá ngưỡng cho phép thì trên màn hình thiết bị sẽ hiển thị hình nền màu đỏ cùng với âm thanh cảnh báo đó là nhiệt độ bất thường. Ngoài ra thì Hikvision còn cung cấp thêm thiết bị màn hình hiển thị kết nối trực tiếp với cả thiết bị nhận diện gương mặt. Người quản trị có thể dùng màn hình hiển thị này để theo dõi kết quả nhận diện cùng như là phát hiện nhiệt độ từ xa. Trên thiết bị màn hình hiển thị của Hikvision thì hỗ trợ 3 bộ lọc. Bộ lọc thứ nhất đó là đếm được số lượng gương mặt đã nhận diện. Bộ lọc thứ hai là đếm được số lượng gương mặt có nhiệt độ bất thường. Và bộ lọc mới được tích hợp công nghệ mới của Hikvision đó là có thể đếm được số lượng gương mặt không đeo khẩu trang. Như trên thì em đã giới thiệu về giải pháp tổng quát của Hikvision. Sau đây thì em xin phép đi vào giới thiệu chi tiết của sản phẩm. Hiện nay thì Hikvision cung cấp 5 model dòng sản phẩm chính với các sự khác nhau về thiết kế và về các thông số kỹ thuật. Hikvision có 2 loại màn hình chính là loại màn hình 7 inch và loại màn hình 4.3 inch. Giải nhiệt độ phát hiện của thiết bị sẽ nằm trong khoảng từ 30 cho đến 45 độ C và xác số là cộng trừ 0,5 độ C. Điểm đặc biệt của các thiết bị đó là khoảng cách xác thực rất là xa, có thể lên tới là 2 mét đối với dòng K1T672 và K1T671. Với dòng thiết bị K1T341 thì khoảng cách xác thực là 0,3 cho đến 1 mét sẽ rất thích hợp với cả lắp đặt ở những khu vực hành lang dài và hẹp. Ngoài ra thì thiết bị này hỗ trợ dung lượng mẫu gương mặt đó là 3.000 và dung lượng thẻ là 5.000, phù hợp với cả các môi trường công ty vừa và nhỏ. Với những khách hàng mà có nhu cầu sử dụng dung lượng mẫu gương mặt lớn hoặc các dòng sản phẩm dành riêng cho dự án thì Hikvision cung cấp các dòng sản phẩm có hỗ trợ mẫu gương mặt lên tới là 50.000 và dung lượng thẻ lên tới là 50.000. Sau đây thì em sẽ giới thiệu chi tiết của từng model sản phẩm. Dòng sản phẩm thứ nhất đó là DSK1T671M. Đây là dòng sản phẩm dành riêng cho dự án với dung lượng gương mặt là 50.000 và dung lượng thẻ là 50.000. Dòng sản phẩm có 6 ưu điểm nổi trội. Thứ nhất đó là triển khai linh hoạt, thiết bị hỗ trợ gắn tường, sàn cùng với màn hình hiển thị và giá đỡ. Thứ hai là kiểm tra nhiệt độ trực quan. Ngoài kiểm tra nhiệt độ với kết quả chính xác kèm theo thì thiết bị còn đưa ra âm thanh cảnh báo, ví dụ như là nhiệt độ bình thường, nhiệt độ bất thường. Ưu điểm thứ ba đó là phát hiện khẩu trang. Thì trên thiết bị đã được tích hợp công nghệ đó là phát hiện được người đó có đeo khẩu trang hay không. Và thứ hai là hỗ trợ nhận diện gương mặt cả khi có và không đeo khẩu trang.
Cuối cùng là sẽ thiết bị hỗ trợ tính năng kiểm tra nhiệt độ ngay cả khi người nhân viên hoặc khách hàng có đeo khẩu trang. Công nghệ đo nhiệt thiết bị là đo nhiệt sau khi nhận diện gương mặt, và thiết bị hỗ trợ tính năng đó là kiểm tra nhiệt độ không cần chạm với khoảng cách xác thực là từ 0,3 cho đến 2 mét, chiều cao xác thực là từ 1,4 cho đến 1,9 mét. Cuối cùng, thiết bị có tính năng kiểm tra nhiệt độ chính xác với giải nhiệt độ từ 30 cho đến 45 độ C, có điệu chia nhỏ nhất là 0,1 độ C, sai số là cộng trừ 0,5 độ C. Thiết bị được hỗ trợ kết nối với cả thiết bị Blackbody của Hikvision và có thể giảm sai số nhiệt độ xuống còn là cộng trừ 0,3 độ C. Với những khách hàng mà có nhu cầu sản phẩm có thiết kế sang trọng cho các khách sạn 5 sao, các khu nghỉ dưỡng hoặc là resort, hoặc các khu văn phòng, tòa nhà hiện đại, thì Hikvision xin giới thiệu dòng sản phẩm K1T672. Đây là dòng sản phẩm thì vẫn giữ lại được những cái ưu điểm so với dòng sản phẩm trước là K1T671. Tuy nhiên thì đã được thiết kế riêng với các đường LED rất là đẹp và hiện đại. Màn hình chờ của thiết bị có thể hỗ trợ khách hàng tự cài đặt. Từ đó thì khách hàng có thể quảng cáo thương hiệu của công ty mình ở trên thiết bị. Một dòng sản phẩm khác mà Hikvision muốn giới thiệu đến anh chị đó là dòng sản phẩm DSK1T A70. Dòng sản phẩm này thì có sự khác biệt so với hai dòng sản phẩm trên, đó là khoảng cách xác thực sẽ nhỏ hơn một chút, từ 0,3 cho đến 1,8 mét, so với hai dòng sản phẩm trên là từ 0,3 cho đến 2 mét. Thiết bị cũng có dung lượng nhỏ hơn, hỗ trợ 6.000 mẫu gương mặt và 6.000 thẻ, đồng thời thì sẽ không hỗ trợ kết nối với cả thiết bị Blackbody, do đó là sai số thiết bị vẫn là cộng trừ 0,5 độ C. Cuối cùng là một dòng sản phẩm DSK1T341BMWI. Đây là một dòng sản phẩm chủ đạo trong kênh phân phối của Hikvision. Sản phẩm này được thiết kế nhỏ gọn với màn hình cảm ứng là 4.3 inch, tuy nhiên thì vẫn giữ được những ưu điểm của thuật toán nhận diện và xác định nhiệt độ. Với sản phẩm này thì Hikvision hướng tới các khách hàng có quy mô vừa và nhỏ, các nhà máy vừa và nhỏ và vừa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng cũng như là mang lại các giá trị kinh tế cho khách hàng. Ngoài các thiết bị nhận diện gương mặt cùng xác định nhiệt độ thì Hikvision còn cung cấp các thiết bị màn hình hiển thị. Thiết bị này cũng mang 6 ưu điểm nổi bật, đó là hệ thống điều hành Android có hỗ trợ tích hợp với các dễ dàng tích hợp với các thiết bị và có thể tải app trên màn hiển thị. Xem trực tiếp thì thiết bị có thể xem trực tiếp camera thiết bị nhận diện gương mặt thông qua camera của thiết bị nhận diện gương mặt. Tính năng thuận tiện có thể dễ dàng mở khóa vào một lần chạm và hỗ trợ tính năng là nhấn để gọi trung tâm, cũng như tính năng đàm thoại với cả thiết bị nhận diện gương mặt. Thiết bị màn hình hiển thị hỗ trợ cảnh báo và đếm, cảnh báo khi có nhiệt độ bất thường, đếm người, đếm nhiệt độ bất thường và đếm người không đeo khẩu trang. Thiết bị hiển thị dữ liệu nhiệt độ chính xác theo thời gian thực với bộ lọc nhiệt độ bất thường. Ưu điểm nổi trội của thiết bị đó là có thể là hỗ trợ 100.000 bản ghi, số lượng bản ghi rất là lớn và phù hợp với cả các doanh nghiệp của các văn phòng nhà máy có quy mô lớn. Hiện tại thì các sản phẩm của Hikvision đã được hỗ trợ là 4 loại giá đỡ chính, đó là giá để bàn, giá đứng, giá gắn tường và giá tích hợp với cả các sản phẩm cửa kiểm soát ra vào. Về Hikvision là một công ty toàn cầu nên các giải pháp của chùa Hikvision sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của mọi người về chiều cao nhận diện của khách hàng trên toàn thế giới. Với loại giá đứng thì khách hàng có thể thay đổi góc lắp đặt của thiết bị để cho phù hợp với chiều cao của người nhận diện. Trên đây thì Vũ đã giới thiệu với cả các anh chị về giải pháp nhận diện gương mặt tích hợp với camera sò nhiệt độ của Hikvision. Sau đây thì chúng ta sẽ đi vào một số ứng dụng của sản phẩm trong cuộc sống. Sản phẩm sử dụng để kiểm soát lối ra vào cho khu vực nhà máy, lối ra vào cho khu vực trường học hoặc là văn phòng. Có thể sử dụng để cho khu vực lối ra vào cửa hàng. Một điều lưu ý ở đây anh chị cần chú ý đó là nên lắp đặt thiết bị trong nhà để đo nhiệt độ chính xác hơn, thì sẽ tránh được những điều kiện của môi trường bên ngoài như là gió hoặc nhiệt độ của môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới độ chính xác của thiết bị.
Sản phẩm hỗ trợ kết nối với cả phần mềm IVMS 4200 cũng như các phần mềm dành riêng cho dự án như là HCP, HCE. Tuy nhiên thì tùy với từng yêu cầu của khách hàng thì Hikvision sẽ tư vấn các dòng sản phẩm cho phù hợp với quý khách. Đồng thời thì với khách hàng có những nhu cầu là tích hợp thì Hikvision rất là vui lòng là được hỗ trợ cũng như là cung cấp SDK miễn phí để khách hàng có thể sử dụng sản phẩm một cách tiện lợi và tối ưu nhất. Vũ xin phép được kết thúc bài giới thiệu sản phẩm giải pháp nhận diện gương mặt tích hợp camera di động sản phẩm. Sau đây là nếu anh chị có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể bật mic hoặc là chat trong chat box. Vũ cùng với cả team kỹ thuật của Hikvision sẽ hỗ trợ mọi người ạ. Alo, anh chị có thể sử dụng cái mục chat ạ để có thể là gửi những câu hỏi. Xin chào anh Hoàng ạ. Xin chào anh Tuấn Anh ạ. Anh Tuấn Anh ơi, mình có thể là bật mic ạ và mình cần thông tin gì thì có thể trao đổi trực tiếp với bộ phận kỹ thuật của Hikvision luôn ạ. Chào anh Tuấn Anh ạ. Em xin phép được vào giải đáp một số câu hỏi của các anh chị. Đầu tiên đó là anh Dung Phạm có hỏi là Hikvision có cung cấp API để tích hợp các phần mềm khác như chấm công hay không? Thì em xin trả lời đó là thiết bị của Hikvision hỗ trợ miễn phí SDK, và với anh chị có nhu cầu sử dụng phần mềm của Hikvision thì Hikvision cung cấp API miễn phí và có thể tích hợp với cả phần mềm của bên thứ ba. Ngoài ra thì Hikvision cũng hỗ trợ vấn đề đó là hỗ trợ với anh chị mà có vấn đề trong việc tích hợp thì các kỹ thuật của Hikvision sẽ hỗ trợ anh chị tích hợp và kết nối ạ. Anh Phương Bùi có hỏi là có thể thêm tính năng Blackbody để giảm sai số nhiệt độ. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Với hai dòng sản phẩm là K1T671 và K1T672 thì bên em có hỗ trợ đó là kết nối với cả Blackbody để có thể giảm sai số nhiệt độ xuống còn là cộng trừ 0,3 độ C ạ. Anh Hoàng Nguyễn có hỏi, chị Nguyễn Thị Hoàng có hỏi là nếu người đi vào một cổng cốc nước nóng thì có phát hiện không anh? Thì với người đi vào mà cầm cốc nước nóng và họ dơ lên mặt thì thiết bị sẽ phát hiện nhiệt độ của cái khu vực vùng mặt đó và đó là sẽ là nhiệt độ của cốc nước nóng. Tuy nhiên với anh chị mà chỉ cầm cốc nước nóng và mặt anh chị sẽ không có bất kỳ một vật thể nào có nhiệt độ khác thường thì thiết bị vẫn phát hiện và xác định được nhiệt độ cơ thể của anh chị bình thường. Anh Đào Hiệp có hỏi là mình có vài dự án cần triển khai nhận diện khuôn mặt và đo thân nhiệt ngay tại cổng kiểm soát bãi giữ xe của công nhân. Có nơi ngoài trời nắng, mưa gió, có nơi có mái che nhưng cường độ ánh sáng vẫn rất cao. Thì vậy có giải pháp nào không ạ? Thì em xin trả lời là với khuyến cáo của Hikvision thì các thiết bị sẽ lên được lắp đặt trong khu vực là trong nhà hoặc là các khu vực có mái che để tránh các ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường bên ngoài. Và với những khu vực mà không có mái che thì thiết bị sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường bên ngoài. Thế nên bên anh sẽ cần là lắp đặt ở những khu vực có mái che thì nó sẽ hạn chế ảnh hưởng hơn. Ngoài ra thì thiết bị hỗ trợ các chuẩn IP thì có thể hỗ trợ và sẽ tránh được một số điều kiện thời tiết như là mưa gió. Anh Hoàng Luân có hỏi là thiết bị có tích hợp định danh hay không? Em xin trả lời luôn ạ. Thiết bị có tích hợp định danh, mỗi người sẽ có một ID riêng ạ và sẽ có một mẫu gương mặt riêng cùng với cả một số xác thực khác như là có thể là thẻ riêng hoặc là về mã số riêng thì mình có thể sử dụng cái định danh đó để làm định danh của mỗi người.
Em sẽ quay lại một chút cái phần slide có full cấu hình của các sản phẩm. Anh Dũng Phạm có thể bật mic được không ạ? Bởi vì anh đang có cái câu hỏi về phần này thì anh sẽ giải đáp luôn ở trên cái mục slide luôn ạ. Alo anh Dũng Phạm ạ. Alo ạ. Alo. Vâng, em sẽ quay lại cái slide full cấu hình ấy nhé. Xong anh có... Ừ, bạn nghe được chưa nhỉ? Dạ. Em... Đây em sẽ quay lại cái phần đó. Alo. Em nghe rõ anh ạ. Mình có hỏi một chút này về cái cấu hình của các thiết bị ấy. Thì bây giờ mình bên mình muốn có một cái so sánh là giữa, bởi vì khách hàng họ cũng hay hỏi là giữa Hikvision và Dahua hoặc các sản phẩm khác ấy, thì cái thiết bị của mình có cái ưu điểm gì nổi trội so với các khách hàng khác, thì mình có muốn có một cái so sánh như thế để khi mà đi tư vấn thì bên mình cũng có một cái đánh giá để cho sale bên mình tư vấn nó chủ động hơn ấy. Vâng, cái này thì bên em có thể hỗ trợ anh được, bởi vì em có thể nêu ra một số ưu điểm nổi bật của dòng thiết bị bên em. Thứ nhất đó là khoảng cách xác thực là tối đa lên tới 2 mét. Thứ hai là trên thiết bị của Hikvision thì vừa hỗ trợ tính năng đó là nhận diện gương mặt, vừa hỗ trợ tính năng đó là xác định nhiệt độ. Ngoài ra thì trên thiết bị Hikvision còn hỗ trợ thêm cả một camera nữa có tính năng là live view, có nghĩa là anh chị có thể xem từ thiết bị màn hình thị sẽ có thể xem sử dụng camera live view đó để xem trực tiếp luôn trên thiết bị nhận diện này, và coi nó như là một con camera mình quan sát bình thường, có thể record lại cái dữ liệu đã lưu. Thứ hai là anh chị có thể đàm thoại trực tiếp từ phần mềm hoặc từ thiết bị màn hình hiển thị đến với thiết bị nhận diện gương mặt này. Với trường hợp ví dụ kiểu là khi mà khách đến thì người bảo vệ có thể đàm thoại trực tiếp với khách, hỏi thông tin của khách xem là họ thông tin nào, họ đến từ đâu, và sau đó thì có thể nhấn để mở cửa từ xa chứ không cần thiết là phải lúc nào phải luôn đứng ở trước cửa. Thứ ba đó là anh chị có thể sử dụng phần mềm để quản lý, và phần mềm Hikvision thì rất là welcome vấn đề đó là hỗ trợ tích hợp về API, về SDK với cả hệ thống của anh chị. Ngoài ra thì một số thông tin khác về các thông số kỹ thuật của sản phẩm thì bên em có cung cấp đầy đủ datasheet để bên mình có thể đưa ra so sánh với khách hàng. Còn nếu mà anh cần chi tiết hơn thì chắc là sau buổi hôm nay thì anh có thể liên lạc với cả bên em, thì bên em sẽ giải thích cho anh nhiều hơn ạ. Ở đây thì em thấy đang có rất nhiều anh chị có những câu hỏi, tuy nhiên thì thời lượng của chương trình thì cũng không cho phép, thì em xin phép là đội ngũ kỹ thuật của Hikvision sẽ hỗ trợ trực tiếp với anh chị và chat trực tiếp với anh chị để giải đáp các câu hỏi của anh chị. Còn sau đây thì bên em xin phép là xin mời anh chị là cùng vận hành thử hệ thống với Hikvision để trải nghiệm tính năng của sản phẩm ạ.